Xin chào các em học sinh thân mến, hôm nay chúng ta sẽ cùng học tiếng Việt lớp 3 của bộ sách Cánh Diều, tuần 25, góc sáng tạo, trang 57. Chọn một trong hai đề sau. Đề 1, viết đoạn văn về một ngày Tết hoặc lễ hội ở địa phương em. Đề 2, viết đoạn văn về trang phục của một dân tộc mà em biết. Trong duy ra trước thì chúng ta đã làm cái đề số 1 là viết đoạn văn về ngày Tết hoặc lễ hội ở địa phương em rồi. Trong video này, chúng ta sẽ cùng làm đề số 2, đó là viết đoạn văn về trang phục của một dân tộc mà em biết. Nếu như bạn nào chưa xem đề 1, đúng không? Đấy, là viết về ngày Tết hoặc lễ hội thì chúng ta có thể xem video đó ở dưới phần mô tả của video này. Cô đã để link của video đề 1 bên dưới phần mô tả của video này. Chúng ta sẽ nhấp vào đó để xem nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng làm đề số 2. Gợi ý, đề 2 là viết về trang phục của một dân tộc. Đó là trang phục của dân tộc nào? Trang phục đó gồm có những gì? Quần, áo, váy, khăn như thế nào? Trang phục đó có gì đặc biệt? Đó là chất liệu vải, hình dáng, màu sắc của trang phục đó khiến em yêu thích. Sau đây mà chúng ta tham khảo 3 đề viết về trang phục của các dân tộc. Bài tham khảo 1. Trang phục của dân tộc Hơ Mông là một trong những nét độc đáo của văn hóa dân tộc Việt Nam. Trang phục của người Hơ Mông thường được làm từ vải bông tự nhiên với nhiều màu sắc tươi sáng rực rỡ. Phụ nữ Hơ Mông thường mặc áo dài thắt eo có độ dài tới gối hoặc dưới gối, được thêu hoa hoặc đính kèm nhiều chi tiết cầu kỳ. Quần của phụ nữ Hơ Mông thường là quần đùi hoặc váy, chân quấn xà cạp. Còn nam giới thì thường mặc quần áo đơn giản hơn với áo khoác hoặc áo choàng truyền thống. Điểm đặc biệt của trang phục Hơ Mông là các hoa văn, hoa trang trí được thêu tỉ mỉ và đa dạng, tạo nên vẻ đẹp rực rỡ và thu hút mọi ánh nhìn. Mỗi mẫu hoa văn cũng có ý nghĩa khác nhau, thể hiện sự tinh tế và sâu sắc trong triết lý sống của người Hơ Mông. Em luôn yêu thích sự độc đáo và sắc sảo trong trang phục truyền thống của người Hơ Mông. Đó là một phần không thể thiếu trong văn hóa đa dạng và phong phú của Việt Nam. Tiếp theo là bài tham khảo số 2. Viết về trang phục truyền thống của dân tộc Thái. Chúng ta hãy cùng quan sát. Đây là trang phục của người Thái. Trang phục truyền thống của dân tộc Thái được xem là một trong những bộ trang phục đẹp và đặc biệt nhất trong các dân tộc Việt Nam. Trang phục này bao gồm áo dài và váy dài được làm từ chất liệu vải dệt thủ công từ sợi tơ của những con bướm hoặc tằm. Áo và váy thường được thêu hoa, mô típ đa dạng và phức tạp, thể hiện sự tinh tế và khéo léo trong thủ công. Trang phục thường có màu sắc rực rỡ như đỏ, hồng, tím, xanh lá, xanh dương. Ngoài ra, trang phục còn kèm theo các phụ kiện như khăn trùm đầu, dây chuyền, khuyên tai, khăn quàng cổ. Tất cả những yếu tố tạo nên một bộ trang phục đẹp và đặc trưng, giúp dân tộc Thái giữ được nét văn hóa truyền thống của mình qua các thế hệ. Tiếp theo, bài tham khảo số 3 là trang phục áo dài. Áo dài là một trong những trang phục truyền thống của người Việt Nam. Nó được phổ biến từ đầu thế kỷ 20 và trở thành biểu tượng đặc trưng của văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam. Áo dài bao gồm một chiếc váy dài, bao sát cơ thể và có thể có các đường xếp ly tạo kiểu. Áo dài thường được may bằng vải như lụa, tơ tằm hoặc vải cốt tông.
có thể trang trí thêm hoa văn, in hoa hoặc thêu tay. Hình dáng của áo dài có đặc điểm là ôm sát vòng eo, nơi đó tạo kiểu cho người mặc một vóc dáng thanh thoát và duyên dáng. Điểm nổi bật của áo dài là đường chân váy dài và đường che đậy đôi chân của người mặc. Áo dài có nhiều màu sắc khác nhau, tùy thuộc vào cách may và chất liệu vải sử dụng. Màu sắc phổ biến nhất là màu đỏ, trắng, đen. Áo dài là một trong những trang phục đặc trưng của người Việt Nam. Nó không chỉ đẹp mắt và duyên dáng mà còn mang đậm giá trị văn hóa của dân tộc. Các em hãy nhớ đăng ký kênh để theo dõi các video mới nhất nhé. Bằng cách chúng ta chọn vào đăng ký, nhấp vào chữ đăng ký, chọn tất cả. Hoặc ở góc phải bên dưới của video, chúng ta đưa chuột vào hiện ra chữ đăng ký, chúng ta chọn đăng ký. Sau đó xuống chỗ hình cái chuông, nhấp vào và chọn tất cả. Cảm ơn các em đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các em ở trong video tiếp theo.